Thưa quý vị, học nghề hiện nay đã được coi trọng hơn rất nhiều bởi với tư duy lấy đam mê, theo đuổi đam mê để tận tâm với ngành nghề yêu thích đang lấn át việc phải học đại học cho bằng được. Thêm vào đó, nhiều chương trình mô hình liên kết đào tạo nghề với sự hỗ trợ từ nhiều phía đã giúp nhiều bạn trẻ tự tin hơn với đam mê của chính mình. Cứ mỗi tháng một lần, bạn Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1997, quê ở Sóc Sơn, Hà Nội, lại trở về trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội để thực hành với máy móc chuyên dụng. Trước đây, Hưng thi đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội. Học được gần một kỳ, Hưng nhận thấy bản thân không phù hợp với môi trường tại đây. Hưng tìm hiểu thông tin học nghề và quyết định thi vào trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, nghề cơ điện tử. Quyết định đó khiến mẹ em không vui, nhưng may mắn bố Hưng ủng hộ. Khi mà đang học một trường ở một trường đại học danh tiếng ấy, khi mà chuyển sang một trường nghề thì dĩ nhiên có phản đối từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ em, thì người phụ nữ luôn là người lo lắng nhất ấy. Thì mẹ em thì có khuyên ngăn là có suy nghĩ lại đi hay là đưa ra quyết định chín chắn, nhưng mà bố em thì lại là ủng hộ quyết định của con, bởi vì ông cũng là một người mà đi lên từ nghề, nên là bố em có định hướng cho em là học nghề sẽ được những gì và học đại học sẽ được những gì, và từ đó em quyết định là chuyển sang học nghề luôn. Khi bước vào trường nghề, Hưng tìm thấy được sự hứng khởi, đam mê, không những học lý thuyết mà bạn được trực tiếp làm việc với máy móc, thiết bị, được sáng tạo các sản phẩm mình thích. Nghề cơ điện tử là một nghề khó, đòi hỏi kiến thức tổng hợp của cơ khí, điện tử và điện công nghiệp. Để học tốt môn học, Hưng phải mày mò tìm tài liệu, học hỏi thêm để thành thạo cả ba lĩnh vực này. Với quyết tâm thi tay nghề thế giới, Hưng luôn nỗ lực, phấn đấu từng ngày, khẳng định năng lực bản thân. Hưng đã đạt huy chương bạc cuộc thi Robocon cấp quốc gia. Năm 2019, bạn nhận chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới tại kỳ thi tay nghề thế giới được tổ chức tại Kazan, Nga. Năm 2020, chàng trai này trở thành một trong 10 đại sứ kỹ năng nghề đầu tiên của Việt Nam. Khi mà học nghề, các bạn có tay nghề. Có tay nghề thì các bạn có thể là trao dồi lý thuyết từ cái tay nghề đó. Lý thuyết của các bạn được thực hành ngay trong cái quá trình học. Vì vậy các bạn có thể nắm được chắc cả lý thuyết lẫn thực hành. Và học nghề thì chắc chắn là các bạn có tay nghề rồi, ra trường các bạn sẽ tự tin vào trong công ty làm việc ngay được. Cũng giống như Hưng, chàng trai trẻ tuổi Bùi Duy Kiệm, 22 tuổi, không chọn vào đại học dù có mức điểm khá cao. Lý do là bố mẹ Kiệm đều là nông dân, kinh tế khó khăn. Để đủ tiền cho các con ăn học, bố mẹ Kiệm đi làm thuê ở xa. Bố Kiệm vẫn thường nói phải có nghề mới sống được. Vì thế, Kiệm đã lựa chọn con đường học nghề. Những người quen biết đều tỏ ra ái ngại, nuối tiếc cho Kiệm. Ai cũng bảo, sao Kiệm học tốt, có thể học đại học để đổi đời mà lại đi học nghề thợ xây, lấm lem, vất vả. Lúc đầu, chàng trai trẻ cũng khá chạnh lòng, nhưng sau 3 năm học nghề, Kiệm thấy rằng mình đã lựa chọn đúng. Kiệm đạt huy chương vàng ở nghề xây gạch trong kỳ thi tay nghề quốc gia, chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới. Đây cũng là minh chứng cho thấy, thành công chỉ đến khi có quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng vươn lên phía trước. Thực tế hiện nay cho thấy, không ít người tốt nghiệp đại học ra trường rất khó tìm kiếm việc làm, thì nhiều người tốt nghiệp các trường dạy nghề đã bước đầu gặt hái thành công. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ thương mại Trường Minh, chuyên sửa chữa và bảo dưỡng ô tô của giám đốc Dương Văn Trình, 34 tuổi. Đến nay, công ty đã có những thành công bước đầu, bảo đảm thu nhập ổn định cho 12 lao động với mức lương trung bình 15 triệu đồng một tháng. Trừ hết chi phí, anh Trình thu lại về 60 đến 70 triệu đồng một tháng. Anh Trình cho biết, sau khi học nghề sửa chữa ô tô, ra trường vào năm 2005, anh đã đi thực tập, học nghề và làm thợ sửa chữa ô tô được 5 năm. Nhận thấy số lượng người sử dụng ô tô ngày một nhiều và đây là một nghề có cơ hội phát triển tốt, anh đã mạnh dạn vay vốn, mua trang thiết bị và mở gara ô tô từ năm 2011. Công việc làm ăn ngày một khấm khá, có thời điểm gara của anh có 30 người làm việc, anh đã thành lập công ty để khẳng định thương hiệu của mình. Hiện nay, do việc thuê mặt bằng chưa được thuận lợi nên anh chưa đầu tư vốn để mở rộng công ty. Từ kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm làm việc trong môi trường kỹ thuật, anh nhận thấy để có thể thu hút được khách hàng, cần tạo ra lợi thế sửa chữa và bảo dưỡng ô tô uy tín, giá cả hợp lý. Dần ra, số lượng khách quen đến với công ty ngày một đông. Khó khăn ban đầu nhất là cái mặt bằng,
Và về mới đầu thì thành lập công ty thì đương nhiên là các cái bên đây pháp lý, tại vì là mình cũng bỡ ngỡ khi mà mình đang làm từ thợ mà chuyển sang làm xưởng mới làm công ty. Tại vì mới nó cũng chưa uy tín nhiều, làm sao là làm để gây dựng cái uy tín thì nó cũng dần dần thì nó cũng đỡ hơn rất nhiều. Đấy. Thì cái xưởng thì từ đầu thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mình dần dần mình phát triển thêm cái cơ sở nó rộng rãi ra. Theo mình ý, thì là mới ra xưởng ý, thì kể cả xưởng bây giờ cũng một loạt thực tập, thì mình cũng khuyên các em là cái ban đầu là cái chịu khó và kiên trì. Các cá nhân lập nghiệp thành công từ con đường học nghề cho biết bí quyết thành công đầu tiên là phải có sự đam mê thì mới có thể dồn hết tâm sức vào học tập, sáng tạo trong công việc. Môi trường học nghề sẽ trang bị cho người lao động những kỹ năng cơ bản, còn môi trường làm việc sẽ là nơi ứng dụng và phát huy những phẩm chất nghề nghiệp. Đi lên từ người thợ, doanh nghiệp khởi nghiệp có nhiều cơ hội thành công bởi họ đã nắm bắt vững chắc mọi ngóc ngách của nghề, từ đó đưa ra những giải pháp tối ưu cho khách hàng, mang lợi nhuận về cho doanh nghiệp. Thì năm nay chúng tôi là năm đầu tiên thực hành đào tạo, tuyển sinh đào tạo song hành giữa nhà trường với doanh nghiệp, cụ thể là trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã ký với công ty ô tô VinFast và cũng có những chương trình hợp tác trực tiếp với các công ty khác như là công ty ô tô Toyota. Thì ví dụ như những doanh nghiệp như thế, thì khi doanh nghiệp vào với nhà trường thì thứ nhất là tạo ra cái môi trường học tập, và từ lúc xây dựng chương trình thì nó sẽ hợp lý hơn để cho tất cả các em được học trong chương trình này, thì ngay sau khi mà ra trường thì được doanh nghiệp tiếp nhận và làm việc được ngay. Và chúng tôi năm nay có một cái điểm mới nữa, đó là chúng tôi sẽ thí điểm đào tạo cái hệ 9 cộng. Đối với hệ 9 cộng thì năm nay chúng tôi xác định là phải xây dựng một cái thương hiệu cho cái hệ đào tạo này. Cụ thể là gì? Các em học văn hóa tại trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội chúng tôi, thì chúng tôi phấn đấu thứ nhất là phải đạt các em thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia phải đạt 100%. Và chúng tôi phấn đấu sẽ xây dựng cái hình ảnh cho các em học sinh học tại trường này và học cái gì văn hóa 9 cộng thì sẽ đạt được những thành tích nhất định ở các kỳ thi, cuộc thi như cấp quận, thành phố, và thậm chí chúng tôi hướng đến những cuộc thi lớn ở cấp quốc gia. Mô hình 9 cộng hiện nay Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chỉ đạo để đổi mới, gồm có là chúng ta sẽ đa dạng hóa cái chương trình đào tạo cho học sinh lớp 9. Và chương trình đào tạo này được thiết kế tổng thể và giao quyền chủ động rất lớn cho hiệu trưởng các trường cao đẳng và trung cấp để thiết kế giữa đào tạo nghề và đào tạo văn hóa được kết hợp lại với nhau. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, các doanh nghiệp muốn phát triển đòi hỏi phải có sự tham gia xây dựng của các cơ sở đào tạo và sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức chính phủ. Sự gắn kết cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, chính phủ đang ngày càng đòi hỏi phải có những mô hình nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển một cách bền vững. Với vai trò là một đơn vị thụ hưởng, các doanh nghiệp vừa là khởi nguồn của nhu cầu, vừa là chủ thể thúc đẩy việc giải quyết nhu cầu cả về nguồn nhân lực lẫn sản phẩm trí tuệ. Chính phủ đóng vai trò là mối quan hệ tổng hòa, vừa định hướng, vừa xúc tác để quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trở nên hiệu quả hơn. Có thể thấy, mối liên kết ba bên mang lại nhiều lợi ích thiết thực, lâu dài trong quá trình tuyển sinh, đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để cả nhà trường và doanh nghiệp đều có thêm nhiều cơ hội thành công.